Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm, và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng Video này được mang đến cho bạn bởi content phì lù và tô cần quạ. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, học tập, rửa bát để có được trải nghiệm tốt nhất. Hãy xem lại video recap phần 1 với cú pháp Tomodachi Game The Reviewer. Còn bây giờ là phần 2. Trước khi bắt đầu vào game 3, chúng ta hãy cùng đi đến với lý do đã khiến cho Tenji phải dùng đến màn khóa môi để được tiếp tục hành trình trong Tomodachi Game lần thứ hai của mình. Thời còn học sơ chung, Tenji có hai người anh em trí cốt trí tủy trên nền tảng huynh đệ hảo hữu. Họ đã quyết định chung vốn đầu tư nhằm tạo vốn startup khi cả ba tròn 18 tuổi nhưng sự xuất hiện của Sawaragi Shiho đã làm đảo lộn tất cả đỉnh điểm của sự chia rẽ là khi họ tham gia vào Tomodachi game kết thúc vòng một họ đã thua Tenji phải gánh 20 triệu tiền nợ tổng hai ngày sau đó cậu được thả ra kèm theo điều kiện không được tiết lộ chuyện về Tomodachi game ra bên ngoài khi đến đòi tiền của kẻ phản bội dẫn dắt cả bọn tham gia cái game ma quỷ kia Tenji nhận về câu trả lời khiến bản thân cay đắng toàn bộ số tiền đều đã được nướng hết cho Shiho rồi kể từ ngày hôm đó mỗi khi gặp ả đó Tenji lại cảm thấy sợ hãi cực độ như gặp phải ma khi áp lực tinh thần đã lên đến kịch trần Tenji đã phá vỡ cam kết mà tiết lộ mọi thứ cho cha người quan trọng nhất đối với cậu khi khế ước với quỷ đã bị phá hủy thì con người sẽ phải trả giá hôm đó là một ngày mưa lớn bố tenji bị phát hiện là đã thiệt mạng với lý do bốn bốn trước đó khi được con trai kể cho mọi chuyện ông đã sang nhà của shiho để hỏi chuyện bố của tenji vẫn tin rằng người bạn của mình sẽ giúp đỡ nhưng rồi đây là cái kết của ông từ đó tenji không còn tin được ai nữa cậu sẽ tự thân điều tra cho ra sự thật phía sau sawaragi shiho nhưng mãi mà không thu được gì cả sau khi nhận được email của một người giấu mặt đe dọa việc điều tra này tenji đã quyết định được ăn cả ngã về không tái tham gia tomodachi game để ép shiho lộ bản chất. Tuy bị Yuji cản trở nhưng Tenji đã phát hiện Shiho đã để lộ một sơ hở, cụ thể là tổng nợ mà cả hai người họ đang gánh. Tenji đã nghe lén cuộc nói chuyện sau game 1 giữa Yuji và Shiho và biết được số nợ của cô ta x2. Đối chiếu với số liệu mà tất cả đã tiết lộ về khoản nợ của mình thì hiện tại Yuji và Tenji phải gánh 18,8 triệu yên chứ không phải là 10,8 triệu yên như Manabu thông báo. Vậy sai lệch nằm ở đâu? Do họ đã chọn sai trong trò thứ nhất Tenji được giảm nửa nợ. Cho nên sau khi kết thúc game 2, nợ cá nhân của cậu là 2,1 triệu, Makoto chắc tương tự như vậy nên chỉ nợ 200.000 yên. Yutori và Yuichi thì giữ nguyên, thay thế số liệu vào thì vẫn tranh 4 triệu. Từ đây có thể chắc chắn Shiho đã nói dối vụ X2 sau game 1. Nghe thì rất hợp lý đấy nhưng Yuichi vẫn không tin Tenji 100% được, nhất là với những gì đã xảy ra. Còn Tenji thì ngược lại, Yuichi là ngôi sao hy vọng duy nhất để Tenji lật đổ Tomodachi game, từ đó tìm ra hung thủ sát hại bố, cho nên kể cả phải chịu gấp hai nợ hay quỳ gối cúi đầu cầu xin, cậu cũng sẵn sàng thực hiện. Sau khi suy nghĩ suốt 60 tiếng, Yuichi đã chốt kèo. Với điều kiện Tenji phải xin lỗi Makoto và Yutori sau khi rời khỏi đây vì đã lôi những người bạn thực sự ấy vào con đường trả thù của mình. Sau đó đưa mình đến Fastcare để sửa cái điện thoại. Thời hạn 3 ngày chờ đã kết thúc, cả hai chính thức bước vào vòng 3 của Tomodachi Game được tổ chức tại một khu rừng rộng lớn để tham gia một trò chơi mang tên trốn tìm tình bạn với format đối đầu với một team khác. Luật chơi cụ thể như sau: mỗi đội sẽ chọn ra một người đi trốn, số còn lại sẽ là người đi tìm. Đội tìm thấy người trốn của đội kia trước sẽ thắng. Bên cạnh đó có một số luật đặc biệt đi kèm, có hai điều cấm như sau: thứ nhất, không được bạo lực với đối phương ở bất kỳ lý do gì. Thứ hai, người trốn không được di chuyển khỏi vị trí đã chọn trong thời gian chơi. Nếu vi phạm, nợ của đội sẽ tăng gấp đôi và lập tức thua cuộc. Còn sau đây là những việc được phép. Thứ nhất, nhất mỗi người sẽ được nhận một điện thoại để liên lạc dù là bạn hay thù thứ hai ngay giữa khu rừng sẽ có quầy lương thực để cung cấp cho hai bên người tìm sẽ phải mang thức ăn cho người trốn thứ ba là người trốn có quyền bỏ cuộc nếu bản thân không thể chịu đựng được nữa khi ấy họ sẽ chỉ cần nhấn vào cái nút này tín hiệu bỏ cuộc chỉ có hiệu lực khi mà người bấm là người trốn thôi thứ tư là quyền đổi phe đã nói người tìm có thể đổi sang phe địch nếu có ít nhất một người bên đối phương đồng ý nhưng miễn quay xe người đổi phe dù có thắng cũng không được chơi game 4 bù lại số nợ cá nhân sẽ chuyển hết sang trong những thành viên còn lại còn trong trường hợp thua sẽ phải gánh số nợ trung bình của đội thất bại rồi quay về đội cũ để sang game 4. Riêng Yuichi thì có một luật riêng là cấm trao đổi thẻ tên trước khi bắt đầu chọn người trốn. Nhóm Yuichi được cơ cấu thêm một thành viên mới nếu có nhu cầu. Đó là một cô gái xinh tươi tên Mizune Maria. Ái à, chả gái à? Chốt ngay. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cùng xem qua lực lượng bên team K đối thủ lần này xem như nào đội trưởng kadokura juzo một người đáng tin onigawara hiyakutaro cục sốc boy hashira tani chisato yêu phụ nữ shinomiyake em út trong nhóm niwa banri man lạnh lùng nghe cô nàng giám sát của họ flex tí team này có một thiên tài sở hữu trí lực siêu phàm muốn thắng được họ là chuyện không tưởng nhận định này của cô ả tóc vàng này không phải nói quá bên cạnh thiên tài đó thì họ còn có ưu thế gì thứ nhất là về số lượng thành viên cái này thì quá rõ rồi thứ hai là về thể lực Yuji và tenji đều vừa trải qua 72 tiếng chỉ với một chai nước duy nhất cho nên sức lực yếu hơn là rõ thứ ba lòng tin team ca chung một đội bóng nên sự tin tưởng qua lại là rất cao lại còn rất đoàn kết trong khi đó bên yuji thì mizune dù sao cũng là người ngoài tình huống tệ nhất là cô ta hoàn toàn có thể đổi phe thứ duy nhất có thể gánh đội nhóm yuji ăn được kèo này chỉ có thể là bộ não cực kỳ quỷ của mình cùng lòng tin của khứa tenji dành cho thằng bạn nếu một trong hai thứ này mất đi thì cuộc đấu này coi như xong ngay từ đầu game thử thách về lòng tin đã đến với người trốn tenji đúng hơn là cái dạ dày của cậu yuji cam đoan sẽ sớm quay lại cái sớm này nó lạ lắm hai ngày trôi qua mà chả thấy tăm hơi đâu đã có thời điểm cậu nghi ngờ bạn nào là đổi phe dẫn địch tới nơi nào là cố tình lấy việc chơi trả thù vụ phản bội hay đang tò te tí tét với ả mizune và cười nhạo mình rồi từ đó định ấn nút hủy game nhưng sau cùng tenji lấy lại được bình tĩnh không thể để bối cảnh ảnh hưởng lý trí được thay vì đoán già đoán non chỉ bằng gọi điện trực tiếp nhỉ tenji đã định làm chuyện này từ một hôm trước nhưng đã kìm lại vì không muốn yuji nghi ngờ tuy nhiên giờ đã hai ngày nếu có gọi thì sẽ không quá kỳ lạ nhưng yuji không bắt máy rồi xong có lẽ nào mày quá có cuộc gọi lại nhưng người gọi không phải yuji mà là một thành viên bên đối thủ hắn tiết lộ chuyện yuji đã bỏ rơi tenji để ăn chơi phe phỡn ở điểm lương thực nhằm trả đũa tội phản bội cậu ta ở game 2 thôi xong vậy là chấm hết rồi đúng không không tenji vẫn sẽ tin tưởng bạn mình sẽ không có chuyện cậu bấm nút tự hủy đâu tuy nhiên nếu hoàn cảnh này cứ kéo dài thì chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả trong khi đó ở bên đội k ngay từ sớm đã lên một plan cực não để giành chiến thắng họ hiểu rằng bản thân không thể chia ra tìm được nên quyết định sẽ tận dụng số lượng vượt trội để thay phiên nhau giám sát hành động của yuichi và mizune đồng thời mang nhu yếu phẩm cho người trốn của bên mình là đội trưởng vậy yuichi sẽ làm gì để giải bài toán này theo lời của mizune người giám sát tại hiện trường review lại thì yuichi chẳng làm gì ngoài ăn chơi ngủ nghỉ lại còn tám chuyện với đội b về team mình nữa chứ và rồi cái gì đến cũng đã đến yuichi tuyên bố mình muốn đổi phe với lý do muốn trả đũa tên tenji vì tội phản bội nếu như bên đội k chấp thuận thì win chặt hơi thế thì xúc luôn chứ đó. tuy nhiên đây là việc hệ trọng không thể làm bừa để chắc cú tất cả quyết định gọi điện cho đội trưởng để xin ý kiến tưởng thế nào hóa ra lại là lũ bú bình à đến chuyện nhỏ như con muỗi vậy mà cũng không tự quyết được yuji xét kèm một nụ cười đầy khiêu khích không dừng lại ở đó cậu còn bồi thêm một tràng những câu châm biếm gã đội trưởng hành động đó đã kích vào máu điên của hiyakutaro đến độ suýt chẳng nhau nếu không có anh em ngăn cản mém tí nữa con báo này báo chả có nhẽ kế hoạch của yuji lại chỉ ở mức khiêu khích để đối thủ tác động vật lý với mình để win hay ra quá tầm thường với một men được xây dựng với cái não quỷ mà nếu làm thế thật thì mắc gì đổi phe làm gì cứ này thực sự âm Mưu gì có trời mới tỏ, sau khi xin ý kiến của đội trưởng, Kei đã báo rằng họ sẽ không đổi phe, cậu tự tin đội của mình sẽ thắng mà không cần Yuji, nhưng nếu thực sự muốn sang thì phải sang cả cặp, để phòng khả năng Yuji biết thông tin về chỗ trốn của đội trưởng mà báo cho Mizune thì có mà toang. Với điều kiện như vậy chi bảo chả cần nữa, không phải vì kế hoạch đã bị lộ mà bởi vì cậu đã tìm ra con đường để chiến thắng. Nói hay lắm, đến hôm sau cả hai vẫn ngủ như chết, hoặc không. Nhân lúc Chisato sang bên Mizune kiểm tra, Yuji đã bắt đầu chiến dịch khai thác thông tin khi mời chuyện cu Hiakutaro nói về team của mình, một cái mồi ngon để dụ con cá đớp. Tiếp đó là kéo cần với câu hỏi ai đã khiến họ tham gia Tomodachi Game. Tưởng đợt này đã vượt được con cá bự thì Chisato chọ mũi vào ngăn Hiakutaro lỡ miệng, suýt được nhưng không sao. Sau khi suýt một miệng vang lung tung, Hiakutaro bị đuổi sang canh Mizune nhưng không thấy đâu. Trong lúc đi truy lùng, cậu đã thụ được một quả đào và hai quả bưởi. Những thứ đã bị chúng tôi che. Tự dưng thấy hàng họ của gái khiến Hiakutaro bị hỏa, buộc Chisato phải ra mặt. Ngay lập tức Yuji phát động di chuyển cho mizune cả hai lập tức chạy về nơi tenji đang ẩn náu dĩ nhiên cặp bên đội k không để họ tại nguyện nên dí theo nếu bàn về thể chất thì rõ ràng cặp đôi C thua nhưng xét về mưu hèn kế bẩn thì ăn đứt nhờ có nó mà yuji đã kịp đến chỗ tenji mà không có một cái đuôi nào bám theo cứu thằng bạn ngay trước cổng thiên đàng vậy làm cách nào mà yuji có thể cắt được hai gã kia câu trả lời phải bắt đầu từ thời gian cậu thăm dò đối phương trong hai ngày đầu trong suốt quá trình đó yuji đã nắm bắt được phần nào tính cách của các thành viên nhờ đó mà tìm ra một khứa rất phù hợp cho kế hoạch onigawara hiyakutaro một khứa ngoài nóng trong cho nên Yuji đã đợi đến khi khứa này trông coi mình để tung chiêu thoát thân mấy khứa kiểu good boy thế này thường rất dễ bị dắt mũi một khi có ai đó gặp nạn chắc chắn sẽ ra tay còn gã bên cạnh Chisato là một tài tử với những nét rất giống Makoto thường xuyên để ý động thái của cu nóng tính một khi được nhờ là lập tức sẽ giúp ngay Kế hoạch diễn ra theo đúng những gì đã dự đoán và lúc này nó đang chuyển sang giai đoạn cuối cùng, giai đoạn chấm dứt mối liên kết của Team K. Cổ Kim đã có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng không qua được huống chi là một tên ngốc. Chỉ cần Mizune bơm cho ít mật vào tai là đủ khiến Hiyakutaro đắm trong men si mê rồi. Nói chi đến việc được bơm liên tục như này nữa, tuy nhiên nó mới chỉ là mở đầu thôi. Khi trở về, Yugi sử dụng kế khích tướng kết hợp khổ nhục kế dưới hình thức bạo lực ở cả ngôn từ lẫn hành động về phía Mizune. Lưu ý điều luật bạo lực chỉ áp dụng cho đối phương không phải cho quân mình vận hết chất xám của bản thân Hiakutaro đề nghị mizune sang phe mình ý kiến khá hay nhưng bị chisato phản đối cậu cho rằng mizune đang cầu diễn để đạt được mục đích mà thôi trên lý thuyết thì chuẩn đấy nhưng lý lẽ chỉ dành cho người tỉnh táo chứ như một kẻ đang yêu như Hiakutaro thì như bị chế nhạo để rồi bắn tùm lum những từ ngữ kích động lại được thêm cái luật không cấm đấm đồng đội nữa tội gì Hiakutaro không ship cho thằng bạn một đấm tưởng bếp nhau đến nơi rồi thì cây lên tiếng ngăn chặn những lúc thế này cứ gọi đội trưởng cho chắc yuichi lại múa mõm khiêu khích khiến cho Hiakutaro càng hăng việc đưa Mizune về hơn nên bảo cây đừng gọi vội hãy để mình trực tiếp thuyết phục đội trưởng những diễn biến hiện tại đang rất đồng ý của Yuichi ngay từ đầu team K đã mắc sai lầm khi chọn đội trưởng aka trụ cột của cả đội làm người trốn một khi không có chất keo kết dính thì tổ nhóm này như một cấu trúc lỏng lẻo Yuichi đã đục một lỗ khoan và đã phá nát cấu trúc đó rồi nếu Hiyakutaro thuyết phục được đội trưởng cho Mizune gia nhập cô gái sẽ từ chối bất kể được thuyết phục ra sao lý do là vì Yuichi đã nắm một thứ rất quan trọng một thứ đủ gây sốc để Hiyakutaro phải xuống tay nếu cậu ta bị đồng đội ngăn lại thì cũng không sao Yuji sẽ tận dụng vết nứt tình bạn vào quân bài tủ Mizune để buộc Hiyakutaro đổi phe khi ấy lại dùng mỹ nhân kế là lấy ngay được thông tin thôi Kế hoạch của Yuji đã thành công theo phương án B Cậu đã có được Hiyakutaro Giờ mọi thứ cứ như dự liệu mà triển khai thôi Tưởng như kế hoạch đã êm thì có sự cố Hiyakutaro không biết đội trưởng ở đâu cả Theo như cậu ta chia sẻ thì khi đi giữa đường cây đã bảo cả hai quay lại vì Yuji đã dở trò Những gì đội trưởng truyền đạt đều chỉ qua điện thoại Đúng hơn là qua cây Lúc này Yuji mới biết mình đã bị sỏ mũi Shinomiya cây mới chính là thiên tài thực sự của team cây Không ngờ kẻ răng bẫy lần này lại dính bẫy cứ thế này chi chắc chắn sẽ thua tại sao lại như vậy việc đưa Hiyakutaro là một canh bạc rủi ro nếu bây giờ bên Ka bảo cô cậu sang đấm mình một cái thế là coi như xong thua lương trước được chuyện đó nên chi mới trói lại với tình hình hiện tại hành động này chẳng khác nào chôn chân tại chỗ cả chiến lược bỏ đói người trốn sẽ lại tiếp tục chi tính đưa Hiyakutaro đến chỗ khác nhưng không kịp bởi đối thủ đã cho người đến bối cảnh hiện tại phần thua phần trăm thuộc về Team Cờ nhưng một cơ hội đã đến với chi khi phía địch tự dừng tụ hết về một chỗ cùng lúc đó Mizune sau khi đi làm chuyện con gái đã thoát khỏi sự kiểm soát cô ấy sẽ mang đồ cho Tenji trong thời gian Yuichi nghĩ cách lật ngược Yuichi cũng tin và tiết lộ luôn và thế là hết end game tại đây trước đó cây đã tìm đến chỗ mizune khi cô ta một mình để trao đổi về một màn phản bội kinh điển cậu ta đã để bóc trần sự thật về thân phận giám sát viên của mizune và thuyết phục cô về một cảnh tượng được chứng kiến một kẻ như yuichi bị quảng xuống tuyệt vọng kết quả là như này đây yuichi đã thực sự bị quảng xuống tuyệt vọng ngay sau đó cây bảo anh em theo mình đến chỗ tenji không có phép màu nào xảy ra cả cây đã tìm được người trốn game ba kết thúc ngay lập tức manabu triệu tập tất cả về phòng để thông báo kết quả bên chiến thắng của trò chơi trốn tìm là nhóm cờ không cần ngạc nhiên đâu kịch bản này đã được yuichi biên hết rồi ngay sau khi đám cây đang đến chỗ tenji yuichi đã triển khai kế hoạch hắc ám của mình một kế hoạch chỉ có những kẻ khốn nạn mới sử dụng cậu ta liên lạc với đội trưởng để gửi đến một offer liên quan đến cơ thể của hiyakutaro nếu anh ta không bấm nút tự hủy Yuichi sẽ đấm đến cái răng cuối cùng của khứ ấy Thậm chí còn cho nghe cả tiếng để thúc giục Nhưng anh đội trưởng này có vẻ cứng Cứng thì Yuichi chơi bài cứng Nếu không bấm nút nhanh cậu sẽ bẻ gãy ngón của Hiyakutaro Mà bạn biết đấy, đôi bàn tay quan trọng như nào với người chơi bóng rổ Nhất lại còn là một đứa đang nỗ lực hết sức cải thiện bản thân nữa Lúc này đội trưởng đã căng thẳng hơn sau 10 giây đếm ngược mà anh ta vẫn chưa có động thái gì thì với một người đã từng bị gãy chân như đội trưởng cái âm thanh ấy sao mà anh quên được mỗi phút đội trưởng trần trừ sẽ tương đương một ngón của hiyakutaro gãy không dừng lại ở đó yuchi còn múa mõm dẫn dắt cảm xúc của đội trưởng nhấn mạnh vào việc anh là lý do khiến team phải tham gia tomodachi game rồi chuyện gì đến cũng phải đến team cờ đã giành chiến thắng trong khi yuchi bị đấm không nương tay vì những trò bẩn thỉu mà cậu đã làm không thể tha thứ cho kẻ làm tổn thương người khác để đạt được mục đích đồng ý là có mấy vụ thật nhưng quả bẻ tay thì không nhưng người bị không phải là hiyakutaro mà là yuchi Thực ra cậu không muốn dùng chiêu này một chút nào đâu, nhưng bị đẩy vào đường cùng rồi nên là phải bất chấp. Vì cậu cũng có lý do phải thắng. Yuichi để đội trưởng đấm nãy giờ coi như là cả gốc lẫn lãi cho hiyakutaro mang danh là quái vật nhưng xem chừng Yuichi cũng không quá tệ. Tuy thất bại ở game 2 và phải gánh một khoản nợ lớn nhưng phía đội ca cũng không cần quá u buồn ít nhất họ vẫn còn giữ được tình bạn khi ra về còn với team thắng cuộc họ sẽ được nhận 200 trăm ngàn yên và bước vào game 4 trước khi tiếp tục yuchi đã tiết lộ thân phận của mizune vì biết cô làm cho ban quản lý nên cậu đã không ngại mà tận dụng coi như lời tạm biệt yuchi tuyên bố bản thân sẽ nghiền nát tất cả ra bã thông qua game 3 này tenji đã có cái nhìn khác về yuchi hóa ra cậu ta không tệ hại như mình tưởng nhưng trên thực tế yuchi lại thấy khứa này nhìn nhận quá màu hồng nếu là cậu của trước đây thì chắc chắn hiyakutaro đã mất một ngón tay rồi mà thôi không sao vừa dần hiện tại là đủ ổn rồi trước khi tham gia game 4 Yuji và Tenji sẽ được thả về với điều kiện cả hai không được tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài cũng như là chạy trốn trong thời gian Tenji và Yuji tham gia Tomodachi game dường như bên ngoài đã có nhiều biến cố xảy ra như đang chờ đợi họ đi ra để thông báo vậy Shiho đã mất tích Makoto bị áp giải vì tội giết người với nạn nhân là bố cậu ta tưởng như mọi thứ chỉ dừng ở đây thì ngay trong tối hôm đó một cuộc gọi nặc danh yêu cầu Yuji tham gia phần chơi đặc biệt của Tomodachi game với mồi nhử là Yutori luật chơi rất đơn giản Yuji sẽ lựa chọn hai phương án đến hoặc không nếu chọn đến thì cậu sẽ bị hành ra bã còn không thì yutori sẽ hưởng một chút nỗi đau thể xác đây là game dành riêng cho yuichi nếu mang theo bất cứ ai yutori sẽ được về nhà nhưng mà chỉ vào mùng 1 và dằm thôi tuy trước đó đã nặng lời cắt đứt tình bạn với yutori nhưng yuichi vẫn quyết định đến cậu không thể để cô gái ấy bị liên lụy được khi đến địa điểm được chỉ định yuichi được một đám người chào đón đứng đầu là gã tự xưng là mc của trò chơi lần này kuroki theo thể lệ của Tomodachi Game. Trò chơi này sẽ trách tình bạn giữa Yuichi và Yutori thông qua ba màn tra tấn. Quyền quyết định ai sẽ nhận đau đớn sẽ do Yutori quyết định. Nếu là bản thân thì sẽ nhẹ hơn. Trong quá trình ra quyết định mà Yuichi mở lời, lập tức cả hai sẽ chịu hậu quả tương đương. Nếu trong 5 giây Yutori không chọn được thì kẻ bị hành auto sẽ là Yuichi. Luật liếc coi như đã xong. Trò chơi chính thức được bắt đầu ở màn đầu tiên. Do Yutori không đưa ra được quyết định nên Yuichi nhận ba quả đấm đến từ một tên cốt đột trong băng. Sau khi chứng kiến bạn mình nhận thương tích, Yutori đã tuyên bố sẽ chịu hộ cậu ở màn 2 cho đến khi biết thứ chờ cô trước mắt là một cái kìm rút móng tay thì nước mắt nước mũi chảy tùm lum tà la trước hoàn cảnh đó thân là nam nhi thật khó để một cô gái hứng chịu yuji thêm lần nữa đứng ra nhận một cái hai cái ba cái thay vì chửi thề yuji chỉ hỏi tất cả đám xung quanh một câu đơn giản thôi tại sao thằng biến thái này được làm thủ lĩnh rõ ràng đây là một câu rất gây mất đoàn kết kích thích sự nghi ngờ nếu không được trả lời một cách khéo léo mà cái yếu tố đó kuroki lại thiếu mới dở chứ hắn tự nhận mình là não to và gan nhất đã thế còn không bao giờ bàn đứng bạn bè kết thúc màn đàm đạo giữa giờ để đến với màn cuối yutori sẽ phải chọn giữa bản thân nhảy nu tại chỗ còn yuji sẽ bị khoét tay ba lần đề bài này đúng là cực khoai một bên là thương tổn tinh thần bên kia là nỗi đau thể xác cực hạn yutori không dám lựa chọn nên nhường Nói cho yuji nói gì thì nói một cô gái mang nỗi đau tinh thần thực sự đáng sợ nên Yuichi đã đứng ra thêm lần nữa sau khi chịu đựng những cú đâm đầy đau đớn Yuichi đã thực sự nổi điên thứ mà đã lâu rồi cậu chưa trải qua để giải tỏa cảm xúc cậu sẽ bắt Kuroki phải trả cả vốn lẫn lãi trước khi bắt đầu Yuichi phải làm công tác tư tưởng cho Yutori để cô không cảm thấy mặc cảm tội lỗi cái đã thề ngôn từ mà ông cháu này dùng đúng là giàu sức lấy lòng một cô gái nhạy cảm như Yutori khi nghe được những lời lẽ này chắc chắn sẽ bị thuyết phục và một lòng tin tưởng dù cậu có đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa thấy gã Kuroki kia có vẻ thích mấy bộ môn chọn lựa Yuji rủ hắn là một ván oản tù Tì. hắn thắng sẽ bú 10 triệu yên đám đàn em mỗi đứa ăn một triệu người thua sẽ bị phạt trừ ngón tay theo cách tính sau ra kéo trừ hai ngón ra bao trừ năm ngón ra búa chả mất gì Thay đối còn phân vân yu chi bắt đầu múa mõm khiêu khích đấu với một thằng một tay chỉ xài được búa và bao mà còn rén thế nếu sợ thì đi về những lời lẽ mà yu chi sử dụng đều có sức nặng về tâm lý từ đó tạo ra một cái bẫy khiến con mồi không thể thoát ra được kuroki đang ở vào thế không chơi không được vậy hắn có cửa thắng không rõ ràng là có nếu phân tích dựa theo tình hình yu chi chỉ ra được búa và bao và luật cắt ngón ta có thể thấy như sau ra búa an toàn nhất thua cũng không sao ra bao và ra kéo đều không thua chỉ là mất số ngón tay ít hay nhiều thôi nếu kết quả hòa thì chẳng có gì xảy ra cả kuroki cho rằng yuichi sẽ chọn phương án này nên đã dùng hết neuron trong não bộ để nghĩ cách bịp mà không biết bản thân mới chính là kẻ bị lừa lượt đầu hòa lượt sau kuroki ra bao và ể kuroki đã thua ngay từ đầu yuichi đã cố tình kéo sự chú ý của kuroki vào tay phải để lầm tưởng cậu chỉ hai nước chọn rồi sau đó tung đòn kết liễu thua cay quá nên kuroki lật lặng ra lệnh cho đám bạn dần cho Yuichi một trận. Ngay lúc bấy lực lượng của Tomodachi Game tóm cả lũ. Trước đó chi đã phát hiện đối phương là Fake nên đã bảo Tenji liên lạc với hàng real. Giờ thì cậu đã nắm đằng chui. Kuroki chạy đâu cho thoát khỏi mất hai ngón tay. Có điều làm thế thì tàn ác quá nên Yuichi cho đối phương một cơ hội. Bất kỳ ai đứng ra nhận hộ hắn sẽ chỉ mất một ngón tay mà thôi. Nghe đến đây Kuroki khoái liên bảo anh em mau giúp mình lời cầu khẩn thảm thiết lắm nhưng mà chả ai trả lời cứ tưởng quả này kuroki bị xẻo hai ngón tay rồi thì đúng lúc ấy yuichi lịm tại chỗ do mất máu quá nhiều phải đưa vào viện phẫu thuật gấp giữa lúc ấy nhỏ đã thông báo cho cả bọn một tin rằng makoto đang phải gánh khoản nợ 500 triệu yên sau khi bố mất họ sẽ có cơ hội tham gia vòng 4 để giúp bạn gánh khoản nợ này với hoàn cảnh hiện tại yuichi chỉ có thể gửi gắm lại cho tenji và yutori mà thôi còn bản thân lên cán chuẩn bị phẫu thuật ở một diễn biến khác tô đã lý giải cho kuroki về chiêu tâm lý yutori đã dùng cùng với đó là thứ hắn đã đánh mất chỉ với một chút mánh khóe nhỏ Yuchi đã khiến tên đần này mất đi sự liên kết với bạn bè Thiệt hại này cũng không nhỏ đâu Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Tenji và Yutori có giải quyết được vòng 4 vừa cứu nợ vừa xóa được nợ không? Trong khi thiếu đi một nhân sự quan trọng Câu trả lời sẽ đến ở tương lai Mà nếu không chở được, bạn có thể đọc manga từ chap 26 và Tô Cần Quại Xin chào và hẹn gặp lại